Chào các bạn, hôm nay mình quay súng của mùa thu. Bây giờ là nửa tháng 10 rồi, lên cho các bạn coi ha. Chứ trong vườn các bạn thấy hết hoa rồi. Cái loài ha đi là nói đơn giản là cái loài cái lá mà không có răng cưa là hết hoa bữa hôm tháng 8 thôi. Nhưng mà cái loài tropical là cái loài lá có răng cưa thì có hoa quanh năm, hoa quanh năm là các bạn ạ, nó rất là đẹp. Thì khó đẹp cái này thì khó cái khác, có nghĩa là khó lấy giống, khó lấy giống hơn đó. Các bạn thấy đẹp không? Cái chậu mình mà một cây thôi đó mà nó nở ba hoa rồi bụp đầy luôn các bạn ạ. Quá đẹp. Thì nếu các bạn thích ngắm hoa nhiều về mùa xuân tới mùa hè mà dễ lấy giống thì trồng ha đi, rất là dễ lấy giống, con nó mọc tha hồ giống như cây môn vậy á. Nhưng mà muốn ngắm hoa quanh năm thì trồng tropical là cái lá có răng cưa này, là tropical thì hoa quanh năm, mùa đông mùa lạnh mình đầy lại mà cứ hoa vẫn nở các bạn ạ. Chứ không phải là mình đầy lại lạnh á, mùa lạnh đông đảo mình đầy lại mà hoa vẫn nở. Đây là hồ của mình là trừ là sạch sẽ rồi, mình lên ấp dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà hoa thì chỉ còn lại là tropical thôi. Tropical thì có hơi giác lạnh, lạnh các bạn phải che. Nhưng mà khó lấy giống nữa. Nhưng mà đặc biệt là hoa là quanh năm. Về chứ đi là nửa tháng 10 rồi, về mùa thu thật sự rồi. Thành chi các bạn thấy những hồ súng của mình không còn nữa, cái loài ha đi là không còn có hoa nữa, thẳng luôn. Từ bữa hôm tháng 8 thì chứ. Còn sen thì còn nè. Sen thì còn lá thôi, chứ không có hoa. Đó. Sen thì còn lá thôi. Đây. Đó. Thì, nếu các bạn yêu thích trồng sen, trồng súng, vậy làm vườn rau quả trong vườn, cây ăn trái thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã trồng mấy chục năm qua thì mình chia sẻ cho các bạn. Mình thì không phải là chuyên nghiệp nhưng mà mình trồng lâu quá đi, thứ gì cũng trồng trồng hết, có vườn là trồng thôi. Thứ cây gì mình trồng mà mình thích là mình trồng, mà mê lắm á. Thằng chạy cây này thì mua cây khác chứ không phải là trồng cái bằng sống liền đâu các bạn. Nhưng chứ qua nhiều năm rồi mình trồng chập thì mình biết thôi. Thì mình chia sẻ các bạn, nếu các bạn yêu thích sen súng vườn thì đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ lần lượt chia sẻ cách chăm sóc sen súng rau quả trong vườn, chia sẻ cho các bạn. Đây, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn á. Hoa to lắm các bạn ơi, to giống như là cái chặng chặng ăn cơm mà chặng chặng to của khờ réo á, nó to bằng này á. Này, một một cây thôi đó mà nó lên nó nở lần ba bông rồi mà con bông búp bạn, các bạn thấy này, dưới này nữa này, nhiều lắm. Thì các bạn thích trồng súng thì cũng trồng thứ này ít thứ kia ít để cho có hoa cho vui. Mình cũng phải là trồng tropical không là dễ thương, mà hoặc là ha đi không là dễ thương, trồng thứ này ít thứ kia ít để có hoa này hoa kia cũng dễ thương. Thì các bạn nhớ nha, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Trời ơi, đẹp lắm, to là to. Chào các bạn.